Giáng sinh, da trắng, nụ cười, tỏa nắng à. Đó là những thứ ảo ảnh, đó là những thứ đưa anh nhiều quả đắng à. Thứ trong cơn mơ khiến anh bao lần thổn thức. Cũng mất khá nhiều năm với công ty này tổn thất. Và vào tình yêu như con ông đã khát mật. Rồi cầm nhắm lên nỗi đau để chắc cuộc đời này chưa chắc thật à. Nước đâm đôi trong mắt anh, em thật ngây thơ. Như hương hoa em ngất ngây bao thằng hay đời. Theo cơn mơ tôi quên phút giây, chơi vơi trong em bao nhiêu tháng ngày. Nhưng em vô tư hay ngốc vậy, em mang cho tôi chỉ hương cay. Em cô đơn không bên ai, thật sự không đấy. Story em đăng lên hình mặt buồn trông thấy. Em đang trong ai mong ai, yêu em thương em không phai. Nhưng tôi say hai em bay, em cho rằng tôi khôi hài. Tôi đã mất rất nhiều thời giờ để nghĩ xem mình cá điều gì mà khiến em luôn luôn phải đợi chờ. Và tôi cũng không bất ngờ vì những điều gì mà em đã khiến tôi muốn ngày đêm say ôm em chạy khờ. Em nói cái gì mà không ai thèm yêu. Tôi đứng đây đợi mà em có thèm chịu. Hay là lúc tâm sự với tôi chỉ vì em thèm rượu. Rồi đến lúc tôi ngã hẳn mà em thì sao, em làm điệu à. Nó là vòng tay đưa hồn em vào nồng say. Siết chặt bờ môi tâm tay dường như cùng quay. Khi em hết bay tôi là lựa chọn thứ mấy. Em như thu hoang còn tôi đây cứ cay. Bao nhiêu cơn mơ tôi đây xin trôn hết đi. Bao nhiêu yêu thương tôi xin dâng lên khoe mi. Bao nhiêu xót xa tôi đem xót ra. Mang đến cho em coi như làm quà. Lúc đắm đuôi trong mắt anh em thật ngây thơ. Như hương hoa em ngất ngây bao thằng hay đờ. Theo cơn mơ tôi quên phút giây, chơi vơi trong em bao nhiêu tháng ngày. Nhưng em vô tư hay ngốc vậy, em mang cho tôi chỉ hương cay. Alo, cái gì? Em có người yêu rồi á? Thằng đó á? Thôi, anh nói thiệt á, em đừng có một cười nữa. Thấy em thôi là anh được lửa. Dạ dày anh yêu anh cũng lười mửa. Nhìn em ảnh thức tay trong tay dưới trời mưa. Lúc này em đã quên chuyện anh cứ hồi xưa. Bao nhiêu câu hẹn cho anh đều dối lừa. Chúc con tim em sớm bị thối rữa. Em có biết không, cuộc sống hối hả những ngày trơm đông. Hai bàn tay lạnh anh chỉ biết để dành chấm công. Gặp em tình cảm này cũng đã được sớm mong. Em đừng bỏ mọi thứ như vậy có gớm không. Bằng mấy lời chấm không, bằng mấy lời chấm không. Mong em hạnh phúc, thằng bạn trai đó của em sẽ sớm cong à. Em cô đơn không bên ai sao không đấy. Story em đăng lên tập kè cùng ai đấy. Sao em không cho công khai, em yêu thương ai bên ai. Em xem tôi như con nai, nhà trắng xong rồi lại bye bye, 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 bye.